Này anh bạn, đúng, đúng anh bạn đấy. Anh bạn có thể cho chúng tôi biết anh bạn đã bao nhiêu tuổi và trải qua bao nhiêu mối tình rồi không? Tuy không chắc anh bạn đang ở ngưỡng tuổi nào trong cuộc đời, nhưng có một điều chúng tôi khá chắc chắn, đó là cho dù bạn có là ai, trải nghiệm cuộc sống này dày dặn như thế nào hay là thông thái ra sao, thì bạn vẫn sẽ không thể trả lời thỏa đáng được cái câu hỏi tình yêu là gì. Nếu bạn gõ thanh tìm kiếm của Google chính cái câu hỏi tình yêu là gì, bạn sẽ nhận được 232 triệu kết quả chỉ trong 0,4 giây. Trong đó có một câu trả lời, một góc nhìn định nghĩa về tình yêu, cụ thể hơn là tình yêu thời nay thật lạ, đến từ bài viết Tình yêu thời nay hay là sự biến tướng của môn đăng hộ đối của tác giả Nhất Bảo được đăng trên website Spider Room. Người trẻ thời nay có đang thực sự yêu nhau hay chỉ yêu những tiêu chuẩn được khỏa lấp từ đối phương? Liệu tình yêu có thực sự tồn tại trong các mối quan hệ của thế kỷ 21, nên yêu đi rồi tính hay tình đã hãng yêu? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn nha! Có lẽ tôi là người hay mơ mộng. Hay nói đúng hơn, tôi là người tin tưởng vào một điều hão huyền có tên là tình yêu đích thực. Cụ thể hơn, tôi tin tình yêu không chỉ là những rung động, bâng khuâng, mong nhớ, đợi chờ hay những cảm xúc thăng hoa của thân xác, mà tình yêu với tôi trước hết phải là thứ tình cảm đơn phương, tha thiết dành cho người mình yêu mà không hề xuất phát từ ham muốn cá nhân nào của chính mình. Nếu ta yêu người bằng một tình yêu như thế, và họ cũng yêu ta như thế, thì tình yêu đó thật tuyệt vời biết bao. Thế nhưng, dường như điều tuyệt vời đó, một mối tình song phương thuần khiết như thế lại là quá hiếm hoi, tựa như chỉ có trong truyền thuyết. Còn tình yêu ngày nay, theo tôi, giống như là biến tướng, biến đổi của khái niệm môn đăng hộ đối nhiều hơn. Vậy thì môn đăng hộ đối là gì? Và tình yêu thời nay có giống khái niệm đó ở chỗ nào? Khái niệm khá cổ hủ này chắc là phần lớn chúng ta đều biết. Môn đăng hộ đối giống như là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, áo mặc sao qua khỏi đầu hay một số quan niệm thời phong kiến khác, đều trở thành những luật bất thành văn của thời xa xưa. Cho nên, những mối quan hệ môn đăng hộ đối thời xưa, tình yêu nếu có thì thường đến sau hôn nhân. Vậy, hôn nhân của những cặp đôi môn đăng hộ đối mà không có tình yêu thì dựa vào điều gì? Hôn nhân ấy được dựa vào sự tương xứng trong các tiêu chuẩn giữa hai gia đình và cá nhân cô dâu, chú rể. Cụ thể, môn đăng hộ đối nghĩa là người giàu thì lấy người giàu, mà người nghèo thì lấy người nghèo, mà người giàu mà lấy người khá thì người khá sẽ phải giỏi, phải đẹp, phải tài ba. Chính những quan niệm đó đã làm cơ sở thổi nguồn cảm hứng cho khá nhiều tiểu thuyết, phim ảnh, cải lương cho những mối tình bị chia cắt vì những xuất thân giai cấp sang hèn cách biệt, khiến cho người xem phẫn nộ và tiếc nuối. Câu chuyện của thời xưa là thế. Còn ngày nay, người ta đã có thể tự do yêu đương, tự do tìm hiểu và tự do đủ thứ. Thế nhưng liệu những người trẻ đang yêu kia, cách họ đến với nhau có khác gì quan điểm ông bà ta ngày xưa không? Theo tôi thấy thì không. Họ vẫn đến với nhau vì những tiêu chuẩn. Thậm chí ngày nay họ còn phát triển ra càng nhiều tiêu chuẩn hơn. Họ cân, đo, đong, đếm kỹ càng hơn thế nữa. Điều này sẽ càng ngày càng đúng, ngày càng tăng lên cùng với tuổi đời của họ. Tình yêu bồng bột vì yêu mà bất chấp tất cả chỉ có ở độ tuổi 15 cho đến 18 mà thôi. Ai ai cũng xây dựng cho một bảng tiêu chí cho riêng mình. Thông thường, các cô gái thì muốn tìm một người yêu bản lĩnh, nam tính, không trăng hoa, có chí cầu tiến, có nhà mặt tiền, đẹp trai. Còn các chàng trai thì muốn một cô gái vừa đẹp, vừa hiền, vừa có học thức, không đua đòi, biết nội trợ, giỏi quan tâm, hiếu thảo, vâng lời. Các tiêu chí này nhiều hay ít còn tùy thuộc vào thu nhập cá nhân cộng với sở thích mong muốn của riêng mình. Thường thì tiêu chuẩn chọn người yêu chung nhất của các cô gái là cảm giác an toàn. Đại khái, nó là khả năng che chở, bảo vệ bạn gái, khả năng xây dựng và duy trì một gia đình êm ấm, sung túc, đầy đủ và cả việc không ngoại tình. Còn các chàng trai thì tiêu chuẩn đa dạng, phong phú và phức tạp đến mức gần như chẳng có tiêu chí nào cụ thể, cứ cưa được cô nào vừa mắt là mừng lắm rồi. Đây là quan điểm quan trọng nhất dẫn đến tình trạng người già neo đơn, độc thân, ế của giới trẻ hiện nay. Tôi cho rằng sẽ chỉ rất ít, hoặc không còn ai không tìm được người để yêu thương nếu như họ chấp nhận tất cả những ai yêu thương họ. Yếu tố cơ bản nhất dẫn đến việc ế chính là sự không tương xứng với các tiêu chuẩn, hay nói cách khác là những tiêu chí mà bạn sở hữu không nằm trong vùng phủ sóng của những người mang các tiêu chí mà bạn mong muốn. Nói đơn giản lại là không tìm được người môn đăng hộ đối với mình. Vậy nhá, những người ế đừng than vãn nữa, hãy xem lại bảng tiêu chí của mình đi. Nếu các mối quan hệ được xây nên từ môn đăng hộ đối thì tình yêu ở đâu? Chính vì tình trạng môn đăng hộ đối như trên mà nhiều trái tim không tìm được với nhau. Nhưng những người đang bên nhau, yêu nhau kia, đang gọi là người yêu hay vợ chồng kia, liệu họ thực sự có tình yêu hay không? Tôi nghĩ là chưa chắc. Họ có thể chỉ là những người hợp với tiêu chí của nhau và may mắn tìm thấy nhau mà thôi. Vì chúng ta càng ngày càng tự do. Vâng, tự do theo nghĩa cởi mở, nên chuyện ly dị đã không còn là mới lạ. Cũng như yêu nhau rồi thì chia tay là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Vấn đề của sự tan vỡ nằm ở chỗ, nếu mối quan hệ bắt nguồn từ các tiêu chuẩn, tiêu chí,
thì khi những tiêu chuẩn, tiêu chí đó thay đổi hay tăng thêm cũng là lúc quan hệ có khả năng bị rạn nứt. Hãy lấy một ví dụ về những người yêu nhau lúc còn là học sinh. Họ chắc chắn sẽ có rất ít tiêu chuẩn, đôi lúc chỉ đơn thuần là cần một người yêu cho có và thế là thôi. Thế nhưng cũng chính họ, khi họ bước chân vào đại học, họ va vấp nhiều hơn, họ sẽ nhìn xung quanh, so sánh người yêu mình với người này, người nọ, tăng thêm các tiêu chí như phải quan tâm nhiều hơn, phải quà cáp, phải lãng mạn, phải có chí cầu tiến, phải có tương lai tươi sáng, phải đảm đang việc nhà, phải ngoan hiền, không được tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Rồi qua năm tháng, khi con người lớn lên và trưởng thành hơn, ra trường rồi đi làm rồi, tiếp xúc với những tầng lớp xã hội khác nhau, họ nhận ra rằng những tiêu chuẩn ngày xưa như đẹp trai, ga lăng, lãng mạn, nhí nhảnh, dễ thương đều là những thứ không thực tế. Để chọn chồng, chọn vợ thì họ cần có tính chất ổn định và hướng phát triển cho tương lai. Như vậy, bảng tiêu chí lại thay đổi thêm một hoặc nhiều chút. Nhiều người đến đây sẽ nói tôi phiến diện quá, tình yêu thì chỉ cần yêu mà thôi, chứ không cần tiền bạc, vật chất hay danh tiếng, địa vị gì hết. Xin lỗi, tôi nghĩ đó là những người đang không có người yêu hoặc đang rất khổ sở chống chọi cho một tình yêu có nhiều biến cố. Ngay cả vợ chồng, nếu kinh tế bất ổn còn lục đục cả ngày, nói gì đến những người yêu nhau và chưa có danh phận, nhất là những người đến với nhau với một bảng tiêu chí trên tay. Vậy đó, đến một ngày, một trong hai người kia không chạy theo kịp tiến độ nâng cấp của bảng tiêu chí trên tay của người còn lại nữa, thì tình yêu đến đây sẽ phải tan vỡ. Rất nhiều trường hợp là cả hai người càng đi, họ càng xa nhau, những tiêu chuẩn cần có càng ngày càng không tìm thấy ở nhau. Thôi, chia tay sớm để rút ngắn bớt đau khổ nhá. Vậy phải làm sao với tình yêu đây? Hay là cứ yêu đi rồi tính? Nói vậy không phải là xã hội này không còn ai biết yêu chân thành, không mong đợi. Và cũng không phải cứ mù quáng mà yêu bậy, yêu bạ, không cần các tiêu chuẩn là tốt. Có rất nhiều người may mắn, họ yêu nhau trước, bất chấp tất cả tiêu chí mà cả hai đặt ra về người trong mộng của mình. Khi ở bên nhau, họ chịu đựng các khuyết điểm của nhau, giúp nhau phát triển những ưu điểm cần thiết để duy trì và xây dựng mối quan hệ. Cũng có những người ban đầu đến với nhau chỉ vì phù hợp các tiêu chí, sau đó nảy sinh tình yêu, rồi họ duy trì và dùng tình yêu đó để phát triển tiếp các tiêu chuẩn mới. Yêu không phải chỉ cho ta, mà là tình cảm ta dành cho người ta yêu. Yêu là hy sinh, là chịu đựng, là quan tâm tới cảm xúc của người yêu. Yêu nhau khổ lắm, nhưng muốn sướng thì chỉ có một mình mới sướng mà thôi. Trong đời gặp được nhau là duyên, nhưng ở bên nhau thì cần có nợ. Nếu yêu ai, hãy làm cho họ nợ thật nhiều và đừng ngại mang nợ của họ để suốt đời phải trả nợ cho nhau. Nếu không ai nợ ai, thì yêu thương mong manh hơn giọt sương buổi sớm, đẹp dạng người nhưng cũng chóng bay hơi. Hãy dành thêm thời gian quan tâm cho người mình yêu bạn nhé. Tìm được một người để yêu không dễ đâu. Nếu người đó cũng yêu bạn thì lại càng quá khó. Đừng để lạc mất nhau vì mấy tiêu chuẩn, tiêu chí tầm phào. Bạn nghĩ sao với câu chuyện môn đăng hộ đối trong xã hội hiện nay? Có phải yếu tố môn đăng hộ đối là không tốt? Cùng chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Lại một mùa Valentine nữa rồi. Mong rằng các khán giả của Nhà Nhện sẽ có một mùa lễ tình yêu thật dịu dàng nha. Và đừng quên, nếu các bạn có lỡ lẻ bóng mùa Valentine này thì có Spider Room ở đây để luôn cùng bạn tâm sự đủ thứ với các ngành nghề kinh tế tài chính cho đến lịch sử văn hóa xã hội. Và có những người vẫn còn chưa có ai để yêu. Mối duyên này chỉ cần một lần bấm subscribe mà thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Peace.